chào mừng các bạn trở lại với channel Yến Vi Vu, kênh của một người tích cực và yêu thích du lịch, đó là mình. Bây giờ 5 giờ sáng, lâu lắm rồi thì mình mới lại dậy sớm và đi ra ngoài như thế này. Tại vì là bình thường thì giãn cách xã hội nên là mình không thể ra ngoài được. Và hôm nay thì nhân dịp Hà Nội mở cửa cho phép hoạt động ngoài trời thì mình sẽ đi ra ngoài và đi tập thể dục các bạn ạ. Ok, thì bây giờ hãy cùng mình đi ra ngoài và xem là người dân Hà Nội sẽ tập thể dục buổi sáng như thế nào. Nói thật với các bạn là mình là một đứa lười tập thể dục các bạn ạ. Cho đến cách đây hơn 2 tháng thì mình quyết tâm là mình sẽ dậy sớm để thành công. Sẽ dậy sớm để tập thể dục này, uống cà phê sáng này và sống như những người thành đạt. Nhưng mà ông trời lại không cho mình thành công sớm các bạn ạ. Tại vì là mình mới đi tập thể dục được 3 hôm thì giãn cách xã hội. Và thế là mình lại ở nhà thôi. Như các bạn có thể thấy thì ở đây họ vẫn trăng dây này, mới được nới lỏng giãn cách. Nhưng mà mọi thứ thì vẫn phải từ từ thôi đúng không? Không thể tháo dỡ một cách nhanh quá được. Mình ở gần Lê Châu Hà Đông và mình hay, không phải hay mà là thi thoảng thì mình mới đi bộ quanh đây. Nhưng hôm nay thì đổi gió, mình sẽ dẫn các bạn đi sang Hồ Văn Quán. Bình thường thì mọi người sẽ lựa chọn phương án là chạy bộ, nhưng mà mình thì là một đứa level thấp của tập thể dục nên là mình sẽ đi bộ trước các bạn ạ. Nhưng mà mới đi bộ được một lúc thôi mà mình đã toát hết cả mồ hôi rồi. Mệt phết. Bây giờ chúng mình sẽ đi ra Hồ Văn Quán, cách đây khoảng tầm 3 km. Đây là đường Tô Hiệu và mình không hiểu sao đường này nó vắng như thế các bạn ạ. Đường Tô Hiệu thẳng sang đường 19 tháng 5 và 19 tháng 5 sẽ dẫn ra Hồ Văn Quán. Mình sẽ chỉ cần đi dọc con đường này thôi là chúng mình sẽ đến Hồ Văn Quán rồi. Có vẻ như là sau khoảng thời gian giãn cách xã hội thì đường nó sẽ đẹp hơn rồi các bạn ạ. Và đây là mình đã đến cầu đen này, phía bên kia là cầu trắng. Và ôi, bình minh đang chuẩn bị ló dạng các bạn ơi. Lâu lắm rồi thì mình mới được nhìn thấy bầu trời buổi sáng như thế này. Wow. Yeah, và chúng mình đã đi được 1/2 chặng đường rồi các bạn ạ. Chúng mình chỉ còn khoảng tầm 1,5 km nữa thôi. Vâng, và mục tiêu của chúng mình đang ở phía bên kia các bạn ạ. Phía bên kia chính là Hồ Văn Quán. Yeah.
Bây giờ thì mặt trời cũng đã lên rồi và mình sẽ đi về thôi. Về bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng. Yeah. Các bạn thấy không? Đường 19 tháng 5, một con đường dập bóng cây xanh rất là mát. Wow. Hôm nay thì mình thấy là hầu hết là chỉ có người cao tuổi đi tập thể dục các bạn ạ. Còn người trẻ thì rất là ít ý. Tại sao các bạn không tập thể dục nhỉ? Dậy sớm đi tập thể dục đi. Chị ơi, cho em mua cái bánh mì. Một chút ạ. Buổi sáng thì mình thường sẽ đọc một chút tin tức để xem là ngày hôm nay tin tức có tin gì nào. Chủ yếu là dạo gần đây thì sẽ là tin tức về Covid, chắc chắn rồi. Ôi dồi ôi, tắm xong nó đã các bạn ạ. Đã thật sự luôn. Không biết là các bạn đã có thói quen tập thể dục buổi sáng chưa? Nếu mà chưa thì mình nghĩ là các bạn nên hình thành thói quen này. Tại vì sao? Thứ nhất, tập thể dục buổi sáng sẽ giúp cho cơ bắp của chúng mình chắc khỏe và giảm các bệnh về xương khớp. Cái này thì mình không cần nói, các bạn cũng tự hiểu rồi đúng không? Thứ hai, tốt cho tim mạch. Tại vì theo như Hội Tim Mạch Học Việt Nam ấy, thì tập thể dục buổi sáng sẽ giúp cho khí huyết lưu thông dễ dàng hơn và hệ hô hấp của chúng mình sẽ hoạt động tốt hơn. Thứ ba, tốt cho não bộ và tăng cường trí nhớ. Khi mà các bạn dậy sớm vào buổi sáng ấy, mình luyện tập thể dục thể thao này, tinh thần sẽ rất là thoải mái, mình có thể làm việc hiệu quả hơn trong cái ngày hôm đấy. Và thứ tư, tập thể dục buổi sáng sẽ giúp cho các bạn ngủ ngon hơn. Cái này là chắc chắn luôn. Khi mà các bạn dậy sáng sớm này, cả ngày làm việc rất là hiệu quả này, tối về các bạn ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí rồi sẽ đi ngủ sớm vào tầm 11 giờ. Thì tất nhiên là đến, tại vì mình đi ngủ sớm ấy, nên là 4 đến 5 giờ sáng là mình bắt đầu cảm giác như kiểu mình không thể ngủ thêm được ấy, mình đã no giấc rồi. Nên là các bạn hãy ngủ sớm, dậy sớm và có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Ok, bây giờ đã là gần 8 giờ rồi thì mình chuẩn bị phải vào làm việc. Nhưng các bạn cũng thấy đấy, gần 8 giờ mà mình đã đi tập thể dục, mình vệ sinh cá nhân buổi sáng xong rồi, mình ăn sáng xong rồi. Ui, trong khi người khác vẫn còn đang ngủ, chúng mình phải làm được những cái điều mà người khác không làm được thì chúng mình mới có thể thành công hơn họ được, đúng không nào? Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau vào mỗi thứ 7 hàng tuần trên kênh Yến Vi Vu nhá. Bye bye.